Chiều 4 tháng 10, Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an xác nhận, đơn vị này vừa khởi tố bắt tạm giam Nhâm Hoàng Khang, 34 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, tại thành phố Cần Thơ để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an nhận được đơn tố cáo Nhâm Hoàng Khang đã có hành vi đột nhập vào trang web liên quan hoạt động cờ bạc rồi cưỡng đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng.